sao anh không còn làm nhạc tâm trạng? Tại sao anh mất dần niềm vui với âm nhạc? Nhạc của anh chỉ toàn nói về cuộc sống, album của anh sao chỉ có một bài love song? Đời là con chuột cống chứ đâu phải là con hamster. Xã hội ít người tốt cũng đa số ngoài kia là gangster. Đời dù có chán cũng phải ráng để mà cười. Yêu buồn là chính nhưng hạnh phúc vẫn là người. Vậy thì có lý do nào đâu khiến anh phải rap và nỗi đau? Người ta không đau thì thôi, tại sao anh lại phải buồn về đứng sau? Mà trời mây vẫn bay, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trong lòng anh không biết, anh không thay, anh không đổi. Không tâm trạng vì nỗi buồn ngày xưa đã chết từ rất lâu. Anh có rất nhiều suy nghĩ nhưng mà nó đã được chôn vào rất sâu. Không ai hiểu, không ai hay, anh đang tỉnh và đang say. Mai trong tay anh nghe như mình vẫn còn đứng đây ngày hôm nay. Mày đã đi quá xa, số phận ép buộc như vậy, làm sao mày phá ra? Tao ngập ngừng không dám rap vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Đôi khi người nghe sẽ bị buồn lây bởi cái tâm trạng của người rap. Nhưng mà chẳng phải đây là điều em muốn sao? Một bài love song giữa trăm ngàn vì sao. Kỷ niệm về trong lòng cứ như thơ, và rồi chấp nhận hiện thực với cuộc đời không như mơ. Nhìn ngày hôm qua thấy lời hứa còn như in, và sao ngày hôm nay nó lại cứa vào trong tim. Cái buồn cười là tao vẫn luôn coi mày là bạn hiền, nhưng mà hạnh phúc của mày thì tao ăn cắp mà không có bản quyền. Tao nợ một lời xin lỗi nhưng mà tao không có trả. Mày nợ một cái demo nhưng viết hoài không có ra. Thôi thì tao biết tao sẽ tưởng tượng mày là một con ma, để cho mày ám ảnh tao suốt đời, chừng nào mà tao còn là na.